Xin chào đã đến với phần 3 của chúng ta về viết Cholika. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ lại cánh tay của người phụ nữ nha mọi người. Đây. Đấy. Đấy, cầm vào đây. Cầm vào đây. Rồi, về lại bên này tí. Bình tĩnh, từ từ là xong thôi mà. Đấy. Ok, rồi. Tiếp theo cái váy, cái chân này, đây là chút, nó đều hơn nè. Chân này cũng thế, bự quá, cái nhỏ lại thôi nha mọi người. Đẹp là được đúng không? Đẹp là được, đây. Kéo chân dài, nhỏ và thon tí. Đấy. Ok, nhìn đẹp hẳn ra mọi người. Đây, cho sẽ thấy Việt thấy cô gái ấy. Việt thôi. Đấy. Tay này đã. Nói chung là đơn giản hết thôi. Đơn giản, không có gì là đơn giản hơn. Oh my god. Tiếp tục vẽ thêm nhiều tô, cứ tô nhẹ nhàng như vậy thôi. Đấy. Đầu này. Đầu xuống này. Đây, thế này. Lên này. Lên này. Lên này. Lên này. Đấy. Okay. Đẹp. Tập thị lý bên này mình chưa vẽ con ở đây. Đấy. Đấy. Mình thấy ok chưa? Nếu ok rồi cho mình 100 like và 1000 subscribe cho mình nha. Thank you. Tiếp theo là màu, tô màu đẹp. Đen. Đấy, tô đen rồi. Nói chung là đây. Tiếp theo là màu. Cái giày mình sẽ màu đỏ nha. Đó, mày mọi người thấy con chó nó sủa không? Nó sủa tí rồi nó cắn mình nha coi. Biết ngay á, không sai đâu. Đó. Thế à, mọi người nói chó sủa chúng mình có quan tâm đúng không? Đúng vậy. Một cái chó nó sủa là đừng có khe chó chúng nó xong nó cắn kìa. Đó, chó nói hoài mình biết tai của mình phải nói vậy. Đó. Chó bị ăn dại đó mọi người. Cái vẻ thôi. Đừng là quan tâm những thứ xung ngoài này. Tiếp theo dòng chữ Cholika. Bây giờ chúng tôi sẽ tô màu váy này, váy đỏ nha. Bây giờ tô màu đỏ đi cho đồng bộ phần qua. Đấy, khá đơn giản. Rồi. Đấy. Về đây này. Bóng hình xưa ô cho linh khó lên. Đấy là vậy. Cho linh trời ơi quá đẹp bên già. Chó nó xuống ghê không mọi người. Mọi người là biết nào cho miếng chó này ăn bã hay gì không mọi người. Trời ơi, mấy chó này dạy ra nó cắn người chết đấy. Không chịu đâu. Mình nói nghiêm túc đó mọi người, cẩn thận nha. Trên đời những con chó là trên chó mà những con người là khi ghê cũng nhất. Chó cái mà còn xấu, mà vừa xấu mà vừa cắn, vừa hay sủa bầy đó mọi người ạ. Chúng ta nên cẩn thận, đề phòng. An toàn là bạn mọi người ơi. Đấy, chúng tiếp tục vẽ thôi.
đâm xuống, đâm qua, đâm về. Khá là đơn giản. Đơn giản như đang dớn hơn. Chữ Y nha. Này, chữ Y. Rồi bay qua chữ R. Không gì khó chúng ta hết. Chờ đây đó, nơi này bóng hình xưa này. Để từ từ thôi mọi người, cái gì bắt vội cả. À, tiếp tục vẽ vẽ thôi, nó đẹp 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 đẹp. Đẹp 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 đẹp. C. Chẳng có gì khác đây. Cứ vẽ nhẹ nhàng thôi. Đó, tô chữ C rồi. Đó, mọi người thấy mình tô như nào. Ok chứ. Zero này, ok. Tiếp theo. Tiếp theo là bài của một phụ nữ nha. Đó. Từ từ là đẹp rồi, không phải vội hết. Nhìn mình đã thấy rất ok với tấm hình này rồi đấy. Mình sẽ cho nó 10 điểm nha mọi người. 10 điểm thì được tuyệt vời. 10 điểm là tuyệt vời. Ừ. 10 điểm. Đấy, chúng ta cứ tô tô về được nha mọi người. À, coi như là phần 3 chúng ta cũng sắp hoàn thành nha mọi người. Nếu mọi người thích hãy like, subscribe tất cả thứ có mình có thể cho mình. Cảm ơn. Round and round and round. Dự mặt đẹp 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 đẹp. À, đây chúng ta sẽ tiếp tục quay lại gặp nhau ở một phần kế tiếp là phần cuối cùng nha, để hoàn thiện bức tranh. Mong mọi người ủng hộ và rất nhiều like cho mình. Thank you đây. Nhưng mà cũng rất câu mọi người thôi. Cái gì chứ, sự ủng hộ mọi người là đều đầm động lực cho mình để mình vẽ đẹp hơn. Chúng ta tiếp tục thôi là mọi chuyện khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi khi các mình vẽ đây rồi. Rồi, thank you mọi người, like 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 like.